Hello, xin chào tất cả bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Mid. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với đo, nhưng mà đo cá tháng 4. Lý do cái mod này ra đời là nhằm cho ngày cá tháng 4. Ngày cá tháng 4 ở Việt Nam thì nó top 10 cách để không bị lừa vào ngày cá tháng 4. Xong rồi xem thêm. Thì cái mod này tôi cũng chưa có gọi là tìm hiểu gì hết, tại vì tôi muốn tôi có một cái trải nghiệm của riêng mình về cái mod mới này. Rồi, và trước khi bắt đầu với Retro Mod thì anh em đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để tạo động lực cho tôi ra nhiều video hay và chất lượng hơn ha. Cảm ơn anh em rất nhiều và chúc anh em một ngày vui vẻ. Nhạc remix, cái lối chơi gì nhìn lạ quá vậy. Thường là đo cá tháng 4 là nó sẽ rất là tròn ấy, nó tròn ghê lắm, nó tròn ấy. Ủa, cái chìa khóa từ đâu ra ấy nhờ? Tôi không biết cái chìa khóa này từ đâu mà tôi có thể có được. Tự nhiên cái nó có. Sao chậm vậy? À, trời ơi, tưởng cái gì? Đồ họa nó xấu nhờ. Này chắc làm gấp anh em à. Chắc làm gấp hoặc là cố tình làm thế. Bớt. Cái cửa gì nhìn ớn lạnh vậy? Thật sự ra thì mình có thể núp trong tủ mãi mãi. Thật ra là không nhất thiết phải đóng tủ đâu, chỉ cần ở trong tủ là được. Chúng ta phải đi speedrun rồi. Nó cho mình có 600 giây để phá đảo thôi. Trời ơi, tủ này mở kiểu gì vậy? Trời, có mấy tủ nó mở không được anh em ơi. Cẩn vậy. Ôi, có mấy cái tủ mở không được nha. Anh em chơi nhớ cẩn thận à. Đừng để mình là nạn nhân trong ngày cả tháng 4. Ôi, tôi nhớ cái tủ này hồi nãy tôi không mở được đâu. Này, nhìn mấy cái cửa tủ hay nó lung lay không? Để tôi cứ tưởng là tôi nghịch. Xong cái rớt cái cửa tủ rồi chứ. Ôi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà mình phá đảo không kịp nha. Thực sự là tôi chưa thấy tôi bị lừa cái gì cả. Rồi, đoạn này là sao đây? Ủa, có nhảy nha anh em. Trời, giờ tôi mới biết là có nhảy á. Nãy giờ chắc... À, cái game... Cái kiểu này tôi biết. Một phần tuổi thơ của tôi là cũng... Đã từng chơi qua một cái game... giống vậy. Đấy. Tức là sẽ có một cái tường ấy. Hồi nãy rõ ràng là tôi nhớ là tôi nhảy qua rồi. Nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn nằm. Này giờ làm lại nhé. Ơ, chân chu này, ủa vậy hồi nãy là bị gì trời? Hay là sẽ có những đoạn mình đi vô lava và sẽ có những đoạn mình phải nhảy qua lava? Có khi nào đó là mục đích của ngày cá tháng 4? Không rõ nữa. 600 giây nó không hơn một tiếng nữa, nó tầm... Chết rồi, vừa chơi game vừa tính cái thời gian nữa. Nói chung là không đến nửa tiếng đâu. Tôi ứng chừng á, chứ giờ kêu tôi tính ra một con số cụ thể thì cũng khó. Tại vì tôi đang phải không ngừng di chuyển ở trong game rồi, giờ thêm cái tính một con số cụ thể về thời gian nữa thì nó cũng oải à. Cái đo này đặc biệt cái là mở cửa là mình phải bấm mở cửa nha, chứ cửa không phải cửa tự động. Còn rớt ở đây nó là một cái cục gì đó tròn quay luôn ấy. Rồi, thử thách gì đây? Mình sẽ tận dụng cái này. Tôi mà nhanh trí lắm. Đó, biết ngay. Còn cái này, này có lừa đảo gì không đấy? Không có muốn chơi lại đâu nha. Đi ở đây đúng không vậy? Ui, này nhảy vào đi chứ, kêu tôi luồn qua cũng... Nhiều khi tôi cũng luồn xuống dưới đó. Mấy cái chướng ngại vật này tuy nhỏ nhưng mà sát thương rất cao đây mà. Một là đạp vô lại có khi là tôi sẽ 50% máu. Con rít nó như cái quả bóng bay ấy. Lần mà nó hù tôi xong là nó sẽ nổ. Ồ, có nhảy gì bên đây nè.
sorry, we all out gear. Check next time. Chúng tôi hết gear rồi, hãy quay lại sau nhé. Còn bộ xương này là hay á. Tôi nghĩ là giới hạn không phải là 100 cửa đâu, mà tầm 1 là 40, 2 là 50. Khả năng cao là 50 á. Bây giờ có cho đánh đổi cái thanh máu bằng stamina không? Trời, cái đường này nó dài. Khu chiêu này, cái khu này quen lắm. Rất là nhiều tụi em kinh dị đã lấy cảm hứng từ khu này. Mặc dù là cái khu đó nó tồn tại trong Roblox cũng một thời gian khá lâu rồi đấy. Rồi tôi nghi lắm anh em ơi, 50 lận chứ không phải là 40. Nhanh 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 nhanh. Trơn vậy? Nghe thằng nào nó đấu kiếm sau lưng tôi vậy? Ôi, đau 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 đau. Nhanh nhanh nhanh. 10 9 5 4 3. Đồ ra lục rốc. À! Ok, cái chỗ đó mình bắt cua đi đâu nhờ? We'll be right back.
Ủa? Tôi phát ảo kiểu gì? Tôi cũng không biết nữa. Tại khúc cuối cảm xúc cao trào quá. Đúng rồi, khúc này là phá đảo rồi. Được cái thành tựu rồi. Mà mình đã biết đó mọi người, hãy nhớ để cho mình like và đăng ký kênh. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Nhớ like, đăng ký kênh nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ.